Sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp ở thị xã Kiến Tường dần có nhiều khởi sắc hơn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong tháng qua, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới được duy trì ổn định. Hàng hóa xuất khẩu gần 1.000 tấn các loại. Hàng hóa nhập khẩu gồm 55 tấn hàng hóa và hơn 3.100 thùng thuốc lá các loại. Riêng hàng xuất quá cảnh gần 3.850 tấn, nhập quá cảnh 2.510 tấn hàng hóa các loại. Hàng tạm nhập tái xuất hơn 4.600 tấn hàng hóa các loại. Quá trình làm thủ tục hải quan chưa phát hiện tổ chức, cá nhân, hàng hóa, các loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc đối tượng trọng điểm, vi phạm nhiều lần, có tính chất nghiêm trọng, độ rủi ro cao. Với những giải pháp cụ thể, phù hợp và sự tích cực của các doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới, khẳng định được tiềm năng lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.